Alo, mình xin thân chào tất cả anh em cũng như chào tất cả mọi người đã trở lại với cái kênh YouTube của mình nha anh em. Thì hôm trước mình đi ve chai có mua được một cái màn hình này anh em. Đây, cái màn hình này mình mua với giá là 40k nè. Rồi mua cái màn hình này rồi mình cũng mua được cái box TV nè. Box TV TX3 mini A3 gì nè. Box mini nói gì nè anh em. Cái box mini này thì theo thông tin đó là mình biết được thì nó xài cái nguồn điện là 5V 2A ha. Như vậy mình có cái ý tưởng là mình sẽ lấy cái box TV này nè, mình sẽ kết nối vô màn hình này để mình xem YouTube, giải trí được chơi đó. Thì đối với cái box này thì mình có một cái cục sạc mà cũng đi ve chai được nè, adapter nè, 5V 2A luôn nè. Đây, được cục sạc. Mình sẽ gắn vô cái box này. Đó, ngon làm. Rồi còn riêng cái màn hình này hôm nay mình mới test nè, để cho anh em xem nè, bỏ lâu ngày bây giờ mới test lại. Cái màn hình này khi mình mua nó có một cái điều mình mới mua thế này nè anh em. Mình nhìn vô cái chữ của nó thì nói chung là mình cũng không có hiểu cái gì hết trơn á. Nhưng mà mình nhìn vô mấy cái cổng của nó nè, không có chỗ kết nối mà nguồn điện AC. Mà nó chỉ có cái lỗ là kết nối nguồn điện là DC à. Đó. Vậy mình đoán ra nó 12V. Nhưng mà mình nhìn kỹ lại một cái điều đó là nó sử dụng đó là cái nguồn đó là 19V 1.3A. Đó. Như vậy là nó sẽ trùng sạc, nó sẽ trùng với cái cục sạc của laptop anh em. Mình đi ve chai thì mình mua được cũng khoảng 3-4 cục sạc laptop gì đó. Và đây là cái cục sạc laptop của mình mua ve chai được nè. Đó. Cục sạc mà nói bằng cái cọng dây chì gì nè, FPT gì nè, của hãng nào đeo. Đeo gì nè. Rồi. Thì đương nhiên cái cục sạc laptop thì nó không có nối vô cái đó được, cho nên mình nối cho nó một cái cọng dây dài thòn lòn luôn nè. Đó, có nói nó một cọng dây dài có cái đầu này nè. Đặng mình bắt vô. Rồi bây giờ mình sẽ ghim vô thử nha anh em. Đây mình sẽ ghim vô nè. Đó. Mình kiếm rất là nhiều luôn mới được có cái đầu chui này ghim mới được ha. Rồi. Giờ mình sẽ để cái nguồn này vô đây đây. Để cái màn hình vô. Mình sẽ ghim cái nguồn này vô coi nó còn lên không nha anh em. Mình đoán là nó sẽ còn lên đó. Rồi mình sẽ gác máy xuống để cho anh em xem luôn. Chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng nha. Đây, đây là màn hình của mình nè. Đây lỗ điện nè, mình sẽ ghim vô. Ha. Ghim với vô. 2, 3. Đấy, ghim vô. Đó, nó lên cái chữ kìa. Đó, nó ghim nó lên là chữ rồi đó. Tuy nhiên khi mà nó lên cái chữ thì chúng ta cũng không biết gì đâu. Nó để là no single rồi. Lên vậy là ngon rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, đó là vấn đề còn lại, đó là chúng ta sẽ kết nối cái này vô để mà chúng ta đó là xài anh em. Mình sẽ để cái đó rồi mình sẽ đó là kết nối. Bây giờ mình sẽ gác máy và mình làm anh em. Rồi anh em ơi, để mà kết nối cái box này nè vào cái màn hình nữa đó thì chúng ta không có thể nào mà chúng ta kết nối bằng cái cổng HDMI này được, bởi vì đó là trên cái màn hình nó không có cái cổng HDMI. Cho nên mình cũng đã có chuẩn bị sẵn một cái cọng dây nè. Đó, có một cái đầu là HDMI nè. Đây, đầu HDMI. Nhưng mà nói vô cái cổng VGA nè. Đó. Mình sẽ đó là nói như thế này nè. Đây, nói này vô đây. Đó, rồi chúng ta đó là nói cái đầu VGA này vô cái màn hình nha.
Rồi, mình đã nói được cái là cái đầu nó vô màn hình rồi anh em. Rồi bây giờ mình sẽ ghim điện này vô coi nó có lên không ha. Cái này mình chỉ cần ghim điện vô là cái bóc sạc mình đó là nó cháy à, nó tự động. Không phải tự động mà mình không có cái remote. Đó, mình sẽ ghim điện vô nè. Đấy. Rồi. Cái bóc sạc của mình nó đã lên, nó để chữ boot rồi nè. Đó, nó hiện lên trên màn hình này kìa anh em. Đây. Hiện lên trên màn hình này nè. Đã hiện hình rồi. Đó. Đấy, lên rồi đó. TX3 về kìa. Để mình coi màn hình mình có ngon lành không. Vô chữ kìa kìa. Android luôn rồi kìa. Đấy, màn hình 40.000 đó anh em. Oh my god. Mình có ý định là để xích xích lợn này để mà mình xài. Khi mà mình làm việc thì mình xài luôn. Ok man. Đấy. Đó, nó lên rồi kìa. Tuy nhiên chúng ta không có điều khiển nó, mình không có đờ mod. Mình ở nhà mình thì có cái đờ mod đa năng nè. Mình xài cái đờ mod đa năng nè, có cái con chip USB. Ở nhà mình xài TV của mình á. Bây giờ mình sẽ gắn vô ha. Đây. Mình sẽ gắn vô. Cái này nó có hai cái cổng USB nè. Mình gắn vô một cái cổng của nó. Chip. Rồi. Sau đó mình sẽ quơ con chuột. Đó, con chuột nó di chuyển ở trên màn hình đó nè. Đó, bây giờ mình sẽ mở YouTube lên mình coi nè. Đó, lý do là mình đã kết nối là ấy rồi, mình mua bóc cái này mình mua ve chai, mình đã kết nối cái wifi rồi. Đó, mở YouTube lên. Ok. Nó chạy hơi chậm anh em. Bóc này chạy chậm. Cái màn hình của mình nó bị đốm bên này nè. Đó, ngon lành rồi đó. Đấy. Wow. Coi được luôn nha. Bấm hơi khó bấm à. Đấy. Rồi, coi được luôn. Tuy nhiên theo mình biết được thì mình khi mình hát nó sẽ không lên tiếng đâu nè. Bởi vì đó là đâu có ấy đâu mà lên tiếng. Đâu có ngõ ra đâu, cho nên chúng ta cần phải gắn cho một cái lo cho một cái lo cho cái này mới được. Vào cái cổng mà này nè. Cổng này cổng nào ta? Đúng rồi, vào cổng ao này nè. Cho nó ra tiếng mới được. À, cổng này nè. Ha. Thì nó mới là hát đường thành tiếng được. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ với anh em những cái món đồ ve chai mà mình mua được ha anh em. Thì nói chung là nó quá trời xịn sò luôn à. Không thể nào nói nên lời được. Quá ngon luôn, quá ok luôn à. Từ cái món đồ ve chai mà mình gắp được một cái vàng mà để mà giải trí thì nó ngon lành cạnh tranh. Không còn điều gì để nói nữa. Rồi, thân chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong các video clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.